Sáng sớm ngày 9 tháng 5 năm 2000, Lục Nhất Ba, 47 tuổi, điều khiển chiếc xe ba bánh chở rau ra chợ cho vợ bán như mọi ngày. Khi đi ngang qua bờ đông của kênh Nam, quận Sâm Hạ, thành phố Thẩm Dương, trong màn sương mù của buổi sáng sớm, Nhất Ba giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân đang nằm ngửa trên bãi cỏ bên cạnh bờ kênh. Thời điểm này, văn hóa của xã hội truyền thống ở Trung Quốc vô cùng tôn nghiêm. Chưa bao giờ Nhất Ba thấy có người nào mặt dày và vô đạo đức như vậy. Vì bực tức nên ông chú đã tăng ga chiếc xe ba gác chở rau và bấm còi để báo hiệu cho tên biến thái biết có người đang đến mà bỏ đi. Mặc dù tiếng còi inh ỏi và chiếc xe đã đi qua, nhưng người đàn ông vẫn không hề phản hồi. Nhất Ba vừa lẩm bẩm chửi vừa lén nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát tình hình thì ông chú giật thót người. Một bờ mông trắng trẻo tròn trịa nhấp nhô sau lùm cỏ với tư thế khêu gợi đầy kích thích đập vào mắt của ông ta. Không phải chỉ có một người đàn ông khỏa thân, mà còn có cả một cô gái đang nằm sấp với một tư thế đầy kích thích ở đó nữa. Sự bực tức của ông chú bán rau với người đàn ông mất nết trơ trẽn lúc này lại chuyển thành sự tò mò, bứt rứt và dạo dực trước thân thể khêu gợi của người phụ nữ trần trụi sau đám cỏ bên cạnh bờ kênh. Sau khi dừng xe và dò dẫm đến quan sát, xem cặp đôi này định biểu diễn màn kịch nào trong buổi sáng sớm tại bờ kênh thơ mộng như thế này. Nhưng Nhất Ba đợi mãi vẫn chẳng thấy có tình huống nào như tưởng tượng của ông chú xảy ra cả. Biệt là cái tư thế của cô gái khiến Nhất Ba phải đỏ mặt kia vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi. Đến lúc này, ông chú bán rau mới tỉnh táo nhận ra sự việc này không hề đơn giản nên đã vội vã đến đồn cảnh sát để báo cáo. Các nhân viên cảnh sát khi tiếp nhận thông tin của ông chú bán rau cũng tỏ ra vô cùng bối rối. Chưa bao giờ họ nhận được tin báo về một vụ việc nhạy cảm như thế này, nên đã đề nghị cả đại diện khu phố cùng đến bờ kênh để kiểm tra. Quả thực, đúng như lời của Lục Nhất Ba miêu tả, phía bên dưới bãi cỏ ở bờ kênh có hai người, một nam, một nữ đang nằm ở đó. Mặc dù cảnh sát cùng đại diện khu phố đã lớn tiếng yêu cầu hai người này dừng ngay hành vi xấu hổ của họ lại, nhưng dường như cả hai đều không hề cử động. Nhận thấy điểm đáng ngờ, hai cảnh sát đã xuống tận nơi để kiểm tra, thì bất ngờ phát hiện ra cả hai người này đều đã chết. Nhưng cái chết của họ không phải do việc quá sức trong lúc tận hưởng cảnh sắc mây trời với nhau. Cả hai người này đều bị giết bằng nhiều vết thương chí mạng ở ngực. Sở dĩ Lục Nhất Ba không phát hiện ra điểm bất thường này, bởi vì vị trí thi thể nằm trên bãi cỏ xanh rộng, người đàn ông được đặt nằm ngửa, nhưng vết đâm lại là từ phía sau lưng, nên máu đã chảy theo hướng này xuống đám cỏ xanh. Thông tin của vụ án lập tức được gửi về Cục Công an Thẩm Dương. Sau khi pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường và giải phẫu tử thi, đã có kết quả như sau. Nạn nhân nam tử vong do vết đâm từ phía sau lưng và hướng sốc từ dưới lên trên, mũi dao còn sọc thẳng vào tim. Nạn nhân chết với duy nhất vết thương chí mạng này. Hung khí gây ra cái chết của hai nạn nhân được xác định là một con dao găm cực kỳ sắc bén, nó có chiều dài hơn 10 cm. Nạn nhân nữ còn phải chịu cái chết đầy đau đớn hơn. Cô ấy bị đâm nhiều nhát vào ngực trái, nhưng sau khi chết còn bị cưỡng hiếp và lật úp sấp xuống. Ngoài tinh dịch mà tên sát nhân để lại, tại hiện trường còn có 3 dấu giày, loại trừ 2 dấu giày của nạn nhân. Dấu giày còn lại tương đối nhỏ và vết lún trên mặt đất không hề sâu. Suy đoán chủ nhân của nó là một nam giới, chiều cao khoảng 1m60 và rất gầy. Sau khi ra tay sát hại và cưỡng hiếp nạn nhân, kẻ này còn lấy đi tất cả tài sản của họ, ngay cả đến chiếc quần lót hắn ta cũng không bỏ lại. Sau đó còn bình tĩnh sắp đặt lại thi thể của nạn nhân như thể đang chơi trò ghép hình vậy. Nó cho thấy tên sát nhân này có một tâm lý bình tĩnh và vô cùng biến thái. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này lại xảy ra tại một khu vực có an ninh vô cùng đảm bảo, thường xuyên có người qua lại, nhưng thủ đoạn ra tay của hung thủ lại vô cùng liều lĩnh và máu lạnh. Cục Cảnh sát Thẩm Dương ngay lập tức thành lập chuyên án để tiến hành điều tra. Thông tin của nạn nhân xấu số cũng đã nhanh chóng được xác nhận. Họ đều là nhân viên bán thời gian trong một nhà hàng cách bờ kênh chỉ 500m và cũng chính là người yêu của nhau. Vào cái đêm vụ án này xảy ra, nhà hàng mà nạn nhân làm đã đóng cửa vào lúc 12 giờ khuya. Cả hai sau đó đã đi hẹn hò và không trở về nhà. Dựa vào hướng đâm từ phía sau lưng và sốc lên trên, các điều tra viên suy luận khả năng cao là cả hai nạn nhân này khi đang hẹn hò ở đây đã gặp phải tên sát nhân biến thái và bất ngờ bị hắn ta tấn công từ phía sau. Manh mối duy nhất lúc này được hướng đến là đôi hoa tai của nạn nhân nữ, bởi vì các đồng nghiệp của cô ấy xác nhận nạn nhân mới được người yêu tặng nó để tỏ tình và họ còn đang chuẩn bị kết hôn nữa. Các chuyên gia pháp y cũng đã xác nhận trên tai của nạn nhân cũng có vết rách, nghi ngờ do nghi phạm đã giật đôi hoa tai kia gây ra vết thương này. Ngay lập tức, các cửa tiệm kim hoàn và những đầu mối chuyên mua bán tiêu thụ tài sản trộm cắp được ra soát tổng thể để tìm kiếm manh mối này. Trong khi các điều tra viên và trinh sát hình sự đang nỗ lực ra soát manh mối về đôi bông tai của nữ nạn nhân, thì đến tối ngày hôm sau, tức là tối ngày 10 tháng 5, tại công viên Giang Quân, cạnh kênh đào phía Bắc thuộc quận Hàng Trung, một cặp tình nhân trẻ tuổi khác cũng đã bị sát hại. Cả hai nạn nhân xấu số này cũng chết theo cách tương tự của vụ án trước. Người phụ nữ bị cưỡng hiếp sau khi chết với một tư thế vô cùng ám ảnh.
hai vụ trọng án xảy ra liên tiếp trong 2 ngày. Dư luận và người dân ở Thẩm Dương vô cùng sợ hãi và trở nên phẫn nộ. Trước tình huống này, cảnh sát đã được huy động tối đa lực lượng với một cuộc điều tra quy mô lớn để nhanh chóng bắt giữ tên sát nhân đang cực kỳ manh động và liều lĩnh này. Không chỉ ban ngày mà hàng đêm, các xe cảnh sát vẫn nỗ lực tuần tra hú còi không ngừng nghỉ. Nó vừa để truy lùng tên sát nhân biến thái và vừa để trấn an dư luận cùng với sự sợ hãi của người dân tại đây trước sự ám ảnh mà tên sát nhân đã gây ra. Những tiếng còi xe của cảnh sát cùng với tổ tuần tra vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích của nghi phạm. Thì đến ngày thứ 3, tức là ngày 11 tháng 5, lại tiếp tục một vụ án nữa xảy ra tại công viên Bê Linh, cách công viên Giang Quân chỉ 2,8 km. Một cặp vợ chồng khi đang đi tập thể dục vào buổi tối tại công viên cũng đã bị sát hại. Và điều đặc biệt là thời gian vụ án này diễn ra sớm hơn nhiều và cách thức ra tay của nghi phạm còn manh động và công khai hơn cả hai vụ án trước. Mặc dù lúc đó công viên vẫn còn có rất nhiều người đang tập thể dục, nhưng hắn ta vẫn không ngần ngại mà nhắm vào đôi vợ chồng này. Tuy nhiên, vì trời còn sớm và âm thanh kêu cứu trước khi chết của nạn nhân đã khiến nhiều người dân gần đó sớm phát hiện, nên hung thủ chưa thể kịp thực hiện hành vi cưỡng hiếp với thi thể của người phụ nữ xấu số mà đã phải bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ trong vòng 3 ngày, 3 vụ hãm hiếp giết người và cướp bóc dã man liên tiếp xảy ra, đều do cùng một người thực hiện. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của thành phố Thẩm Dương. Vào những năm 2000, camera ở khu vực công cộng chưa được phổ biến, 3 vụ án này lại đều không có nhân chứng hay hình ảnh được ghi lại. Các điều tra viên chỉ có thể dựa vào hiện trường để phân tích và suy luận thủ phạm là một kẻ biến thái với dáng người nhỏ con. Với 3 vụ án vừa mới xảy ra, có thể thấy hắn ta đã bắt đầu hình thành thói quen giết người. Khả năng lớn là một kẻ có vấn đề về tâm thần, bởi vì hắn ta luôn cố tình sắp xếp và tạo ra các tư thế kỳ quặc cho thi thể của những người phụ nữ xấu số sau khi đã sát hại và cưỡng hiếp họ. Tên biến thái này còn có một ham muốn tình dục cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả với xác chết. Đặc biệt, chúng ta có thể thấy được, mục tiêu yêu thích mà tên sát nhân này hướng đến chính là các cặp tình nhân và địa điểm là tại các khu vực công cộng. Chính vì vậy, cảnh sát Thẩm Dương đã kiểm soát chặt chẽ tất cả các địa điểm công cộng này. Các điều tra viên hóa trang mặc thường phục được tung ra khắp các ngóc ngách của thành phố, trong các công viên và các địa điểm công cộng. Cảnh sát cũng được hóa trang thành các cặp đôi đang hẹn hò với nhiều khung giờ khác nhau để câu nhử tên sát nhân biến thái này xuất hiện. Ngược lại hoàn toàn với những sự thách thức trước đó, tên sát nhân biến thái này đã lặn mất tích không sủi tăm. Có thể chính vì sự rầm rộ và nỗ lực điều tra của cảnh sát đã rút dây động rừng, khiến hắn ta không dám thực hiện hành vi của mình lúc này nữa. Tưởng chừng sự bình yên và đời sống của người dân tại đây đã được ổn định trở lại, thì đến tháng 7 năm 2000, chỉ 2 tháng sau, cảnh sát lại tiếp tục nhận được tin báo án. Lão Thái, bà chủ tiệm giặt khô gần rạp chiếu phim đã bị sát hại dã man tại cửa hàng của mình. Thi thể của nạn nhân được phát hiện với nhiều vết đâm chí mạng ở ngực và bụng. Nhưng hung khí mà hung thủ sử dụng đã không còn là con dao găm sắc nhọn nữa. Lần này, hắn ta sử dụng một con dao đầu tể, thường được những người hành nghề mổ lợn sử dụng. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa hàng của bà lão đã bị lục tung lên. Tất cả tiền bạc và tài sản đều bị cướp hết, đôi bông tai của bà cụ cũng bị hắn giật đứt. Nhưng có thể do ngoại hình và tuổi tác đã cao, khiến nạn nhân này không bị cưỡng hiếp sau khi đã tử vong. Cảnh sát không ngờ tên sát nhân biến thái này đã thay đổi phương thức phạm tội. Hắn ta đã không nhắm đến các cặp đôi tại các địa điểm công cộng nữa, mà còn manh động hơn khi cả gan đột nhập và sát hại người dân trong chính căn nhà của họ. Sau 2 tháng bình yên thì lần này, dư luận tại thành phố Thẩm Dương đã dấy lên một làn sóng vô cùng lớn. Họ bất an và chỉ trích, đả kích cơ quan điều tra. Họ cho rằng cảnh sát đã thiếu trách nhiệm và hoạt động không có hiệu quả, khiến tên sát nhân này vẫn nhẫn nhơ bên ngoài vòng pháp luật. Tính mạng của người dân chưa bao giờ bị đe dọa và nguy hiểm như thế này. Địa điểm gây án và con mồi của tên sát nhân liên hoàn đã hoàn toàn thay đổi. Điều này khiến cảnh sát Thẩm Dương gặp vô cùng khó khăn. Với một thành phố đang phát triển, cùng hàng triệu dân sinh sống, mặc dù đã huy động tối đa lực lượng, nhưng để truy tìm một kẻ sát nhân bí ẩn giữa lòng đô thị thì quả là một áp lực chưa từng có đối với họ. Cảnh sát đã phải thay đổi tư duy và hướng truy tìm nghi phạm. Bên cạnh những lực lượng mật phục tại các địa điểm công cộng, lần này họ còn phải chia mỏng các nhân viên của mình ra để tuần tra kiểm soát xung quanh các tuyến đường khi thành phố đã xuống đèn. Mặc cho cảnh sát đang ngày đêm nỗ lực truy tìm tại khắp các con đường và góc phố, thì đến sáng sớm ngày 13 tháng 8, một vụ giết người tiếp tục được trình báo. Lần này, địa điểm không phải là khu vực công cộng, cũng không phải là nhà dân, mà lại là một công trường xây dựng trên quận Hòa Bình. Tòa nhà này đang trong tình trạng thô sơ, tất cả các hệ thống cửa ra vào đều chưa được lắp đặt vì đang trong quá trình hoàn thiện. Bên trong còn có rất nhiều công nhân sinh hoạt tại chỗ. Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ làm công việc nấu ăn tại đây. Cô ấy tử vong với nhiều vết thương chí mạng trên đầu và mặt khi đang ngủ. Qua tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện một ống sắt xây dựng có nhiều vết máu khả nghi được ném lại ở đống phế liệu của công trình. Quần áo của nữ nạn nhân này cũng xộc xệch,
Nghi ngờ hung thủ đã định giở trò đối bại, nhưng có thể vì lo sợ trước sự phát hiện của những nam công nhân đang ngủ ở gần đó, nên hắn ta không dám thực hiện hành vi đồi bại của mình, mà chỉ tìm kiếm tài sản của người quá cố rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vị trí nữ công nhân này ngủ chỉ cách nơi các nam công nhân có 3 căn phòng, đặc biệt là các căn phòng này đều không hề có cửa, mà hung thủ lại dám đột nhập và ra tay trong hoàn cảnh này, thì quả thực là hắn ta đã không còn biết sợ hãi là gì nữa rồi. Sau khi giám định, pháp y kết luận vết máu dính trên ống sắt được vứt lại ở bãi phế thải công trường chính là của nạn nhân. Dấu vân tay để lại trên ống sắt này cũng đã được đem đi đối chiếu so sánh với tất cả những công nhân tại công trường, nhưng không hề phù hợp với ai cả. Hai nhân viên cảnh sát phụ trách tuần tra ở khu vực này cũng được yêu cầu báo cáo kết quả của mình. Quả thực, vào rạng sáng ngày vụ án xảy ra, họ đã tuần tra qua đây và tình cờ bắt gặp một thanh niên đang đi bộ ở gần tòa nhà. Anh ta có dáng người rất nhỏ bé nên cảnh sát đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Anh ta trả lời là đang đi đến chợ để bốc rỡ hàng hóa cho các xe chở rau. Qua quan sát, hai cảnh sát này thấy người đàn ông ăn mặc rách rưới và phù hợp với nghề nghiệp lao động mà anh ta khai báo, nên đã để anh ta rời đi mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay tức thì, các điều tra viên đã vội vã đến chợ nông sản và tìm gặp các chủ xe chở rau, nhưng họ đều xác nhận rằng sáng sớm ngày hôm nay, xe hàng vẫn chưa về, nên không thuê ai đến đây để bốc rỡ cả. Tên ác quỷ này một lần nữa lại trốn thoát trong gang tấc khỏi tấm lưới của các điều tra viên một cách đầy may mắn. Cứ ngỡ rằng lần chạm trán với cảnh sát tại công trường xây dựng đã khiến tên sát nhân biến thái này hoảng sợ và lùi bước, nhưng quả thực, máu người đã không thể rửa sạch khỏi bàn tay tàn ác của hắn nữa rồi. Đến 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2000, tại làng Tư Đài, thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, hai vợ chồng bà Lý trên đường đi ra ruộng rau của mình thu hoạch. Khi đi ngang qua căn nhà của người hàng xóm họ Trương, lão Lý giật mình khi thấy con chó nhỏ của nhà hàng xóm nằm chết ngay cạnh cổng với một vũng máu lớn ở bên cạnh. Con chó rất nhỏ và đáng yêu, lại bị kẻ nào tàn nhẫn đánh chết như vậy chứ? Vợ chồng lão Lý tiếc ngẩn ngơ nên đã đứng ngoài cổng gọi vọng vào để báo cho người hàng xóm họ Trương biết chuyện. Nhưng đã lớn tiếng gọi mấy lần mà vẫn không có ai trả lời. Lão Lý thắc mắc, cây thương gia đình nhà họ Trương vô cùng chăm chỉ, giờ này đáng lẽ ra đã phải dậy và chuẩn bị đi làm rồi. Bà Lý nói với chồng, chắc nhà họ đã đi làm sớm cả rồi. Nhưng ông chồng lại quả quyết, nếu như đã đi làm thì họ phải phát hiện ra con chó ở đây chứ, ai lại để nó như vậy. Vừa nói, lão Lý vừa tự ý mở cổng vào gọi lão Trương, nhưng cánh cửa căn nhà vẫn được khóa kín từ bên trong. Vì là hàng xóm nhiều năm nên lão Lý biết vị trí phòng ngủ của gia đình lão Trương ở bên trái nhà, nên đã tiến đến cánh cửa sổ đang hé mở để gọi. Ngó đầu qua cánh cửa, lão Lý bật ngã ngửa về sau mà không kịp nói nên lời. Bà Lý thấy lạ cũng chạy lại vào đỡ chồng. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi vợ chồng già xây sập mặt mày. Trước mắt họ, cả gia đình nhà lão Trương nằm bất động bên cạnh những vũng máu loang lổ ở trên giường. Con gái của họ còn không hề mặc gì, đầu cô bé bẹp rúm sang một bên. Tiếng la hét và cầu cứu của đôi vợ chồng già đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dân trong làng. Cảnh sát cũng mau chóng được cử đến. Tại hiện trường vụ án, các điều tra viên phát hiện cả gia đình ba người nhà họ Trương đều tử vong bởi một vết thương chí mạng trên đầu. Thê thảm nhất là cô con gái của họ không những bị sát hại tàn nhẫn mà cô bé còn bị hung thủ hãm hiếp nhiều lần khi đã chết. Kiểm tra sơ bộ, cảnh sát đã tìm thấy một vật nghi ngờ là hung khí được hung thủ sử dụng. Đó chính là chiếc cuốc làm vườn đã bị vứt lại ở phía sau nhà. Sau khi đem mẫu tinh dịch mà hung thủ để lại đi giám định, cảnh sát kinh ngạc khi nó cũng chính là của kẻ sát nhân biến thái gây ra hàng chục vụ án kinh hoàng tại thành phố Thẩm Dương vừa qua. Lần này, hắn ta đã chọn địa điểm là một vùng nông thôn hoàn toàn khác lạ, từ bờ kênh đến công viên, sau đó đột nhập vào nhà người dân, rồi liều lĩnh ra tay ngay tại công trường xây dựng. Đến bây giờ, lại là một làng quê nông nghiệp vô cùng nghèo khó. Có thể thấy, tên sát nhân này đã không loại trừ bất cứ một thủ đoạn nào. Con mồi mà hắn chọn để ra tay cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên, không hề có sự liên quan. Chính điều này đã gây ra sự khó khăn rất lớn với các điều tra viên. Hắn ta đến bất cứ một địa điểm ngẫu nhiên nào, rồi lặng lẽ ra tay tàn nhẫn với nạn nhân mà hắn đã chọn, rồi mau chóng biến mất. Ngoài mẫu tinh trùng được bỏ lại, thì chẳng có bất kỳ manh mối nào nữa cả. Đến lúc này, không chỉ áp lực của người dân, mà ngay cả đến truyền thông cũng đả kích mạnh mẽ với cơ quan điều tra. Năng lực của cảnh sát Thẩm Dương được đặt dưới một dấu hỏi vô cùng lớn. Giám đốc công an tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo vụ án này phải khẩn trương được giải quyết và sớm đưa tên sát nhân ra ngoài ánh sáng. Phải làm rõ được hắn ta là ai, động cơ phạm tội của hắn là gì, hắn ta đã thực hiện hành vi phạm tội một mình hay còn có người giúp sức. Đội điều tra trong án đã thảo luận rất nhiều, nhưng chung quy lại thì vẫn chưa thể giải đáp được những câu hỏi mà họ đã đặt ra ngay từ những vụ án đầu tiên. Đó là, tại sao thay vì ra tay với các cô gái độc thân chân yếu tay mềm, hắn ta lại thường nhắm vào các cặp đôi và chỉ cưỡng hiếp thi thể của nạn nhân khi người phụ nữ đã chết? Nếu như mục tiêu của hắn là cướp tài sản, thì tại sao lại chọn những cặp đôi đang hẹn hò hoặc những người
những gia đình lao động có hoàn cảnh không mấy khá giả. Tài sản bị mất trong các vụ án chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm tệ, hoặc đơn giản chỉ là một chiếc xe đạp cũ hoặc một đôi bông tai rẻ tiền. Tại sao hiện trường xảy ra các vụ án lại không có bất kỳ dấu vết hay manh mối nào, cũng chẳng có ai làm chứng? Sau nhiều lần trao đổi và thống nhất, các điều tra viên cũng chỉ khắc họa được một phần nào đó về nghi phạm. Đó là, tên sát nhân biến thái này có rất nhiều kinh nghiệm phạm tội và có khả năng phản điều tra rất mạnh. Hắn ta chắc chắn là một kẻ đa nhân cách, rất có thể trong quá khứ đã bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Hắn ta giết người chủ yếu là để trút giận, còn việc hãm hiếp và cướp bóc chỉ như là một hình thức bổ sung thôi. Tên sát nhân này rất hiểu và thông thuộc địa bàn Thẩm Dương và các khu vực lân cận. Có thể hắn ta là người gốc địa phương hoặc cũng có kinh nghiệm sống lâu năm ở khu vực này. Hắn ta có tính cách rất táo bạo. Nếu không sớm truy bắt được thì chắc chắn nhiều vụ án thảm khốc nữa vẫn còn tiếp tục xảy ra. Cảnh sát toàn tỉnh phải tập trung cao độ và thông báo đến toàn thể người dân để nâng cao cảnh giác. Quả nhiên, sau nhiều cố gắng và may mắn thì vụ án này cuối cùng cũng có những chuyển biến tích cực. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì đến ngày 24 tháng 1 năm 2003, tại làng Vương Gia, quận Dư Hồng, thành phố Thẩm Dương, cảnh sát đã nhận được tin báo của một gia đình công nhân tại đây. Khi đến hiện trường, họ phát hiện hai vợ chồng và người anh ruột của lão Ly đang nằm thoi thóp ở phòng khách. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, hai vợ chồng đã tỉnh lại và khai báo với các điều tra viên. Vào buổi tối cùng ngày, khi mới ăn cơm xong, họ bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì thời gian vẫn còn sớm và nghĩ hàng xóm sang chơi, nên lão Ly đã vui vẻ ra mở cửa mà không có một chút đề phòng. Cánh cửa vừa mới được hé mở, lão Ly cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc từ bụng lên. Ông ấy bị một thanh niên dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và không hề nói nửa lời. Thấy tiếng kêu cứu của chồng, bà Ly từ trong bếp chạy ra thì cũng bị kẻ lạ mặt đẩy ngã và đâm vào lưng. Sau khi hai vợ chồng đã nằm gục ở dưới nền nhà, kẻ đột nhập với dáng người nhỏ bé đã khóa trái cửa và lục lọi tìm kiếm tài sản của họ. Mặc dù hắn ta đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng nhưng không phát hiện vật gì có giá trị, ngoại trừ vài xu lẻ trong hộp đựng tiền bằng sắt của hai vợ chồng trong phòng ngủ. Hắn ta bực tức và phẫn nộ nên đã lôi người vợ ra cưỡng hiếp trước mặt của lão Ly, mặc dù máu trên lưng bà ấy vẫn không ngừng chảy. Sau khi đã thỏa mãn, tên biến thái này còn lấy ra một điếu thuốc rồi ngồi thong thả hút trong khi vừa trò chuyện với hai vợ chồng. Nói xong, hắn ta liền dập điếu thuốc lá rồi ra lệnh cho hai vợ chồng kéo rèm lại, rồi tiếp tục lạnh lùng nói: "Nằm xuống giường, đầu hướng ra ngoài, mặt úp xuống đất." Lão Ly khi nghe đến đây đã thầm nghĩ, nếu tiếp tục giữ im lặng và không phản kháng thì chắc chắn cái chết sẽ đến với vợ chồng của họ, nên đã lợi dụng lúc tên sát nhân không để ý mà lao vào hắn ta để cướp lấy con dao. Thấy chồng giằng co và tiếp tục bị đâm nhiều nhát vào lưng, bà Ly cũng mau chóng nhặt lấy hộp sắt đựng tiền, đánh nhiều nhát vào đầu của tên sát nhân và la hét lên để cầu cứu. Rất có thể tên sát nhân này chưa từng gặp phải sự phản kháng nào của nạn nhân mạnh mẽ đến như vậy. Còn lần này, phải đối đầu với cả hai vợ chồng cùng nhau chống cự, cộng thêm tiếng la hét của bà Ly cũng đã có tác dụng. Anh trai của lão Ly ở nhà bên cạnh nghe thấy liền chạy tới. Khi tên sát nhân nhìn thấy anh trai của lão Ly, hắn ta sợ hãi chống trả với nhiều cú đâm chém loạn xạ, rồi vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo hồi ức khi tỉnh lại của hai vợ chồng lão Ly, tên sát nhân biến thái đã ở lại nhà ông ấy trong suốt 3 tiếng đồng hồ và cả hai vợ chồng đều nhìn thấy rất rõ ràng bộ dáng của hắn ta. Người đàn ông này chưa đầy 30 tuổi, vóc dáng rất thấp bé, cao chỉ khoảng 1m60, nói giọng vùng Thẩm Dương. Hắn ta có nước da ngăm đen, lông mày đậm nét tứ xuyên, trên mặt có rất nhiều mụn và một bộ ria mép dài. Theo mô tả của lão Ly, giáo sư Triệu Văn Thanh của Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc đã dành rất nhiều công sức để vẽ một bức chân dung mô phỏng cực kỳ chân thực tên sát nhân biến thái đang lẩn trốn trong suốt mấy năm qua. Tấm hình của nghi phạm đã được dán khắp các đường làng góc phố trong toàn bộ tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát còn thông báo sẽ trao thưởng lớn với bất kỳ manh mối nào có giá trị cho quá trình điều tra và truy bắt được tên sát nhân đang lẩn trốn này. Không chỉ trải rộng ra toàn xã hội, thông tin về nghi phạm cũng được thông báo kêu gọi tố giác của cả những tù nhân đang bị giam giữ trong các trại giam. Không ngờ, động thái này lại trở thành một bước đột phá trong quá trình điều tra của vụ án. Ngày 25 tháng 6 năm 2003, tại trại giam quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, sau khi các điều tra viên thông báo về phần thưởng sẽ được giảm án nếu cung cấp thông tin có giá trị về tên sát nhân biến thái đang bị truy nã, Triệu Vĩnh Lạc, một phạm nhân đang thụ lý với tội danh cướp tài sản, đã bày tỏ ý định tố cáo tên sát nhân đang bị truy nã để lập công và được giảm án. Anh ta đã khai một thông tin cực kỳ quan trọng. Người trong bức chân dung mô phỏng trông rất giống với một trong những đồng phạm cũ của anh ta. Hắn tên là Vương Cường, Triệu Vĩnh Lạc kể với các điều tra viên. Vương Cường là một kẻ thường xuyên phạm tội và cực kỳ tàn ác. Hắn ta đã tâm sự nhiều lần với Triệu Vĩnh Lạc là mình đã cướp được hơn 100 lần, không chỉ vì tiền mà còn cả vì tình dục nữa. Hắn ta thích cướp nhất chính là đồ của các cặp đôi. Vương Cường chưa đầy 30 tuổi,
chỉ cao 1m58 và đã từng phải ngồi tù một lần rồi. Hai người gặp nhau khi đang đi bán đồ ăn trộm. Vương Cường nói rằng anh ta đến từ Khai Nguyên và tình cờ cũng chính là quê của Triệu Vĩnh Lạc. Cả hai đã nhanh chóng quen nhau và trở nên khá thân thiết. Vương Cường cho rằng trộm cắp thực ra chẳng có tác dụng là mấy, vì lúc nào cũng phải hèn hạ ẩn nấp và không lấy được nhiều tiền còn dễ phạm sai lầm nếu như bị phát hiện. Nó không có hiệu quả bằng việc đi cướp. Hắn ta còn vô cùng tự hào khi đã thực hiện hàng trăm vụ cướp và chưa bao giờ thất bại. Đặc biệt là với những cặp đôi chuyên hẹn hò ở công viên hay dọc kênh rạch, chỉ cần đưa dao ra là chúng sẽ không dám chống cự. Không những cướp được tiền mà còn có thể cướp được cả tình dục. Mỗi lần Vương Cường kiếm ăn được đều sẽ đến và rủ Triệu Vĩnh Lạc đi nhậu. Nhưng Triệu Vĩnh Lạc vẫn không dám theo đuổi con đường làm ăn của Vương Cường mà chỉ có gan làm những phi vụ trộm cắp nhỏ. Có lần, sau một đêm đi làm, Vương Cường còn lấy ra một chiếc vòng cổ dính đầy máu và một chiếc đồng hồ rất đắt tiền để khoe với Triệu Vĩnh Lạc. Anh trai thấy không? Tôi vừa cướp được những thứ này đấy. Hắn ta nhiều máu thật, làm bẩn hết cả quần áo của tôi. Khi đó Triệu Vĩnh Lạc mới nhận ra Vương Cường không phải là người bình thường nên đã bắt đầu tìm cách xa lánh hắn ta. Nhưng chỉ mấy tháng sau, Triệu Vĩnh Lạc do nợ nần quá nhiều vì thua cờ bạc, lại không nghĩ ra cách nào kiếm tiền nhanh chóng nên đã đánh bạo tìm đến Vương Cường nhờ giúp đỡ và hy vọng có thể đi theo hắn ta làm một phi vụ lớn rồi giải nghệ về quê, sống nốt cuộc đời còn lại. Ngày hôm đó, cả hai đã hẹn nhau đi cướp, mục tiêu vẫn là những cặp tình nhân ở khu bờ kênh. Vì muốn thể hiện và chứng tỏ mình cũng là một người có gan lớn, Triệu Vĩnh Lạc đã giật lấy con dao trong tay của Vương Cường và tiến lên trước. Nhưng Vương Cường đột nhiên túm lấy Triệu Vĩnh Lạc và nhỏ giọng nói: "Đi nhanh, ở đó có cảnh sát." Nhưng Triệu Vĩnh Lạc nhìn về phía trước, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường cả. Nhưng Vương Cường lại nói: "Đôi tình nhân chính là cảnh sát mặc thường phục." Triệu Vĩnh Lạc nghe được lời này thì hồn vía tan ra, liền cúc đuôi đi theo Vương Cường rồi nhanh chóng lặn mất. Trên đường trở về, Triệu Vĩnh Lạc khó hiểu hỏi đồng hương. Vương Cường cũng từ tốn giải thích: "Nữ nhân kia có ánh mắt và cử chỉ khác hẳn với những người phụ nữ bình thường, chắc chắn là một viên cảnh sát. Tôi đã đối diện với cảnh sát gần 20 năm nên không thể nào sai được. Dù họ ăn mặc như ăn xin và lướt đi ngang qua, hay cải trang thành các cặp đôi, tôi cũng đều có thể nhận ra ngay." Lúc này, càng nghe thì Triệu Vĩnh Lạc lại càng cảm thấy sợ Vương Cường hơn. Hắn ta cảm thấy Vương Cường đã phạm quá nhiều tội ác, nếu đi theo hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt nên đã tìm cớ chia tay đồng hương cho êm đẹp. Các lính canh trong trại giam đã báo cáo lời thú tội của Triệu Vĩnh Lạc đến cấp trên. Sau khi nghiên cứu và phân tích, các điều tra viên đã tin tưởng và quyết định rằng Vương Cường, người được Triệu Vĩnh Lạc nhắc đến rất giống với nghi phạm hình sự đang bị truy nã, và lữ đoàn cảnh sát hình sự Đại Đồng phải chịu trách nhiệm đi bắt giữ hắn ta ngay lập tức. Đến trưa ngày 14 tháng 7, đội cảnh sát hình sự đã đến nơi đăng ký thường trú của Vương Cường ở Khai Nguyên và yêu cầu đồn cảnh sát địa phương phải hỗ trợ điều tra tung tích của hắn. Qua điều tra, cảnh sát nhanh chóng phát hiện Vương Cường đang đi thăm mẹ ở thôn Diệu Bảo. Nghi phạm là một kẻ rất đề phòng và cực kỳ hiểu cảnh sát. Nếu đột ngột tiến vào làng, rất có thể sẽ đánh động khiến hắn ta lẩn trốn. Sau nhiều phương án, cuối cùng cảnh sát cũng đã bắt giữ thành công được nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này khi chờ đợi hắn ta từ trong làng đi ra. Đối mặt với các điều tra viên, Vương Cường không hề sợ hãi và đã hồn nhiên thú nhận chính mình là chủ nhân của những vụ hãm hiếp, giết người và cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh. Sau khi kiểm tra kỹ thuật, mẫu tinh dịch của Vương Cường hoàn toàn trùng khớp với những vụ án đã xảy ra. Hắn ta còn tự hào khai nhận mình đã bắt đầu nếm đến mùi vị của việc giết người từ những năm 1998. Tính đến thời điểm bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2003, hắn ta đã giết tổng cộng 45 người và cưỡng hiếp thành công 10 phụ nữ trong 6 năm 6 tháng vừa qua. Khi bị bắt, Vương Cường chỉ mới tròn 28 tuổi. Người dân trong làng khi biết tin hắn ta bị bắt vì tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản, họ đều tỏ ra không tin. Bởi vì trong mắt của người dân, Vương Cường là một thanh niên vô cùng lương thiện. Hắn ta làm rất tốt bổn phận của mình, chưa bao giờ có tranh chấp hay mâu thuẫn gì với ai trong thôn cả. Sau vẻ bề ngoài hiền lành và chăm chỉ, thì hắn ta đúng là một con ác quỷ máu lạnh và tàn nhẫn, với sự bình tĩnh phi thường khi ra tay sát hại nạn nhân. Vương Cường sinh năm 1975, có một em trai kém hắn ta 2 tuổi. Khi lên 8, bố Cường ly hôn. Em trai 6 tuổi sống cùng với mẹ, còn Cường thì sống cùng với bố. Nhưng không lâu sau, bố của Vương Cường xảy ra tranh chấp với người khác vì cờ bạc và khiến một người bị thương nặng, ông ta đã bị kết án 11 năm tù. Vương Cường chỉ có thể sống dưới tình yêu thương của ông bà nội, nhưng đó chỉ là cái mác mà ông bà nội muốn dựng ra trước mặt dân làng thôi. Còn sự thật, họ chưa bao giờ coi Cường là cháu nội, bởi vì nghi ngờ mẹ của Vương Cường là người đàn bà lăng loàn trước khi lấy bố của hắn ta. Bà ấy đã có thai với người đàn ông khác. Sau tấm rèm của tình yêu và sự tử tế, thì Cường luôn phải chịu đựng sự xúc phạm và giày xéo từ ông bà nội. Cậu ta chỉ có thể ăn lại những đồ ăn thừa sau khi ông bà đã dùng bữa xong.
không chịu được sự cay nghiệt đó. Vương Cường đã nhiều lần bỏ trốn về quê sống cùng mẹ và em trai, nhưng cũng chẳng bao lâu sau thì mẹ của Cường cũng đi thêm bước nữa. Và đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của cậu thiếu niên với dáng người nhỏ bé. Vương Cường không chấp nhận và không chịu gọi cha Dượng là bố. Chính vì vậy, sau mỗi trận rượu, Cường lại trở thành nơi xả bực tức của cha Dượng, mặc dù cậu ta nặng không đến 30kg. Vì cảm thấy gia đình chẳng khác nào là địa ngục, Vương Cường đã bỏ nhà ra đi, lang thang quanh khắp các ga xe lửa ở Thẩm Dương. Khi đói thì xin đồ ăn thức uống từ những hành khách tốt bụng, nhiều lần không xin được còn phải lục tìm thức ăn từ những xô rác ở nhà ga để tồn tại. Nhưng Vương Cường vẫn nhất quyết không chịu trở về nhà. Vì còn nhỏ nên nhiều hành khách thương hại mà cho hắn ta tiền và đồ ăn. Nhưng cũng chính điều đó đã khiến những người ăn xin lớn tuổi hơn đố kỵ và bắt nạt Cường. Chúng còn nhiều lần đuổi Vương Cường đi nơi khác vì cho rằng Cường ở đây đã chiếm hết miếng ăn của chúng rồi. Có lần Vương Cường còn bị những đàn anh trong đám trẻ ăn mày gây sự và đánh hội đồng một trận như tử chỉ vì một mẩu bánh mì. Sau đó Vương Cường còn bị chúng ném ra đường ray khi đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy bản thân mình toàn là máu, nhưng với bản tính bướng bỉnh vẫn không thay đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi bò về ga xe lửa và thề rằng nhất định sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không để ai bắt nạt và chà đạp mình nữa. Nhất định phải trở nên giàu có để sống như một người bình thường, chứ không thể mãi mãi trong bộ dạng bẩn thỉu và nhục nhã như thế này. Sau lần bị đánh đó, Vương Cường trở nên lầm lì và ít nói hơn. Hắn ta sẽ trả đũa bất cứ băng nhóm nào muốn bắt nạt mình. Có lần Cường đánh nhau với nhóm ăn mày khác, trong lúc xô sát, hắn còn cắn đứt tai của một tên đại ca mà nhất quyết không chịu nhả ra. Sau lần đó, vị thế của Cường đã trở nên thay đổi, không còn ai dám khiêu khích và bắt nạt hắn nữa. Cũng chính sau lần này, Vương Cường mới nhận ra giá trị của bạo lực đem lại thật là đáng nể. Trong một lần ngồi ăn xin tại ga xe lửa, Vương Cường đã gặp một người đàn ông trung niên tên là Vương Sâm Lâm. Thấy Cường có chút thông minh, người đàn ông này đã nói với hắn ta: ăn xin như thế này, cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, hãy học hỏi tôi một chút kung fu đi. Kung fu này thực chất chính là kỹ năng móc túi và ăn trộm. Không ngờ, Vương Cường lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hắn ta còn cảm thấy trộm cắp là một loại kỹ năng, địa vị và thu nhập của nghề trộm cao hơn nhiều so với nghề ăn xin. Với kỹ năng này, hắn không còn phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa, nên Cường đã tôn Vương Sâm Lâm làm thầy và học cách ăn trộm mọi thứ mà sư phụ muốn. Lần đầu tiên đi móc ví, Vương Cường chỉ dám lấy trộm 2 nhân dân tệ và bị sư phụ mắng là đồ vô dụng. Tuy nhiên, hắn ta không nản lòng và tiếp tục học đạo. Càng trộm, hắn lại càng dũng cảm và liều lĩnh hơn. Thành quả lớn nhất mà vụ trộm của Vương Cường thực hiện là thu hoạch được 4.000 nhân dân tệ khi mới 16 tuổi. Nhưng tiền chưa cầm nóng tay, hắn ta đã bị cảnh sát tóm gọn, sau đó bị kết án 2 năm trong trại lao động cải tạo. Vương Cường không hề tỏ ra ăn năn hối hận, hắn ta ngày càng trở nên vặn vẹo với những thủ đoạn và mánh khóe được các đàn anh truyền thụ. Sau khi được thả ra, hắn ta vẫn không về nhà hay đi tìm lại người sư phụ của mình, mà quyết định đơn thương độc mã quay trở lại ga xe lửa Thẩm Dương, tiếp tục hành nghề đạo trích với những kiến thức và kinh nghiệm đã được đúc kết sau 2 năm ở trong trại. Lần này, hắn ta trở nên táo bạo và ham tiền hơn. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm được tiền nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ý định đi cướp bắt đầu hình thành từ thời điểm này. Vì chất lượng cuộc sống kém, thiếu ăn uống và bàn tay chăm sóc của cha mẹ, nên Vương Cường không thể cao thêm được kể từ tuổi dậy thì, và chiều cao của hắn ta không thể vượt quá 1m60. Nhưng điều này lại được Vương Cường toan tính và cho rằng đó chính là lợi thế của mình. Bởi vì làm sao một người đàn ông có vóc dáng thấp bé là ở vùng Đông Bắc, nơi đàn ông thường cao lớn và khỏe mạnh, lại có thể phạm tội cướp của được. Vương Cường đã thuyết phục một số đối tác trộm cắp của mình tham gia vào những phi vụ cướp. Hắn ta lấy trộm được một con dao găm sắc bén để làm công cụ, rồi tổ chức họp và thảo luận phương án trước khi đi cướp. Ngay cả mục tiêu và cách thức phạm tội của băng đảng đều được Cường chỉ đạo và lên kế hoạch rút lui cụ thể. Đó là vào mùa thu, khi hắn ta được thả ra khỏi trại lao động cải tạo. Vào khoảng 8 giờ tối, trong một con hẻm nhỏ ở trên phố Thái Nguyên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc một bộ đồ cao cấp đã bị nhóm của Cường nhắm đến. Sau khi chặn kín hai đầu con hẻm, Cường đã lần đầu tiên đưa con dao ra. Chưa kịp mở lời đe dọa, thì người đàn ông đã ngoan ngoãn giao hết số tiền mang theo bên người cho hắn, trong đó có hai sấp giày 20.000 nhân dân tệ. 20.000 nhân dân tệ là một số tiền khổng lồ vào năm 1993. Việc có được số tiền lớn này một cách quá dễ dàng đã thôi thúc Vương Cường quyết tâm có nhiều tham vọng lớn hơn nữa. Những người cộng tác với Vương Cường trong vụ cướp này càng tin tưởng, nể phục và sẵn sàng đi theo đại ca, vì cho rằng Vương Cường là một người khôn ngoan và đầy bản lĩnh, có thể làm tướng quân của chúng. Và trong khoảng thời gian này, Vương Cường cũng có một số suy nghĩ. Hắn cảm thấy nếu muốn tiếp tục cướp bóc thì phải chọn hợp tác với người của mình. Mà cái gọi là người của mình chính là những người hoàn toàn phải nghe theo lời hắn và hoàn toàn đáng tin cậy, dù cho có bị bắt thì cũng không khai ra hắn. Vì vậy,
Vương Cường đã đuổi hết những người chỉ có gan trộm cắp vặt, rồi về quê chọn một số người anh em chí cốt thành lập băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, rồi đến Thẩm Dương thực hiện các vụ cướp táo tợn. Mặc dù Vương Cường chỉ học hết tiểu học, nhưng hắn ta rất ma quái khi phạm tội. Ở Thẩm Dương, Vương Cường đã đưa 5 đàn em từ quê lên còn rất trẻ vào băng nhóm vì hắn cho rằng chúng rất dễ bị tẩy não và có lòng can đảm, đặc biệt là gia đình nghèo sẽ mờ mắt vì những lợi nhuận mà công việc chỉ những người anh dũng mới dám làm. Vương Cường chịu trách nhiệm về chi phí ăn ở của những người anh em này. Nói một cách đơn giản, bọn họ do Vương Cường nuôi nấng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của Vương Ca là được, không được có bất kỳ suy nghĩ gì nữa. Được sự hỗ trợ của các băng nhóm tội phạm, Vương Cường ngày càng táo bạo và thủ đoạn ra tay của hắn ngày càng tàn ác hơn. Để trau dồi lòng dũng cảm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cấp dưới, Vương Cường cũng sẽ đích thân trình diễn cách hạ gục ai đó xuống đất chỉ bằng một cú đánh bằng gậy gỗ. Vương Cường và những đàn em của mình ngày càng tỏ ra manh động và liều lĩnh hơn. Chúng không chỉ hoạt động ở Thẩm Dương mà còn đi đến các khu vực lân cận để tìm kiếm con mồi. Hắn ta luôn hào phóng và tình nghĩa với anh em của mình. Có nhiều lần tài sản cướp được không đáng kể, Cường còn không nhận phần mà chia hết cho đám đàn em. Chính vì sự hy sinh này đã khiến đàn em của hắn hết lòng nể phục và tuyệt đối tin tưởng Vương Cường. Nhưng điều hắn không ngờ là dù tình nghĩa và lo lắng cho đàn em có chu toàn đến đâu, nhưng vẫn có người phản bội hắn ta. Đó là vào năm 1996, một đàn em của Cường tự ý đi cướp mà không thông qua băng đảng. Sau khi bị bắt, tên này đã nhanh chóng khai hết với cảnh sát về Vương Cường và những hoạt động của băng nhóm. Chẳng bao lâu sau, Cường cùng với đám đàn em đều bị bắt hết. Nhưng hắn ta chỉ thừa nhận là đóng giả cảnh sát để vào công viên tống tiền các cặp đôi, còn việc khác thì không hề liên quan. Do thiếu bằng chứng nên Vương Cường chỉ bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Và đây chính là lần Vương Cường vào cung lần thứ hai. Bên ngoài hắn ta tỏ ra vô cùng hối hận với thái độ cải tạo rất tốt nên đã được thả ra sớm hơn 6 tháng. Nhưng thực tế là lòng tà ác trong Vương Cường vẫn còn điên cuồng hơn rất nhiều. Hắn ta quyết định từ giờ trở đi sẽ trở thành con sói cô độc và không thể tin tưởng bất cứ ai. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1998 là ngày Vương Cường bước ra khỏi trại lao động cải tạo lần thứ hai. Từ thời điểm này trở đi, hắn ta bắt đầu giết người. Trong vòng 1 năm, hắn ta đã phạm hơn 20 tội ác, giết chết hơn chục người. Khi tần suất của tội ác ngày càng gia tăng, trái tim của Vương Cường càng ngày càng trở nên vặn vẹo. Lúc đầu chỉ là trộm cắp, sau đó là cướp tập thể, tiến đến là cướp bạo lực rồi hiếp dâm. Sau khi ra trại, hắn ta bắt đầu phạm tội một mình, bắt đầu giết người, rồi cưỡng hiếp xác chết sau khi đã giết nạn nhân. Vương Cường đã bắt đầu trở nên dị thường về mặt tinh thần. Hắn không còn hài lòng với việc hiếp dâm thông thường, mà càng ngày càng trở nên tàn nhẫn với phụ nữ. Nhiều lần khi hiếp dâm, các nạn nhân đều van xin Cường đừng giết họ, nhưng cuối cùng hắn vẫn ra tay. Hành vi giết người cực kỳ tàn ác, hắn còn cố tình để nạn nhân trần truồng sau khi chết. Những điều này vẫn chưa thể làm hắn ta thỏa mãn, và hắn ta còn tiếp tục cố gắng làm những điều lớn lao để thử thách bản thân hơn nữa. Đó là cướp xe chở tiền, cướp tiệm vàng, tiệm cầm đồ. Chỉ là loại cướp này rất khó, không thể nào dùng dao, mà cần phải dùng vũ khí. Vì vậy, Vương Cường đã lặn lội đến Quảng Châu để mua một khẩu súng trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng khi chuẩn bị thanh toán giao dịch, hắn ta nghi ngờ người bán có thể là cảnh sát mặc thường phục nên đã đổi ý. Sau 2 lần phải vào trại giam, Vương Cường trở nên rất đa nghi và cảnh giác. Chính vì vậy, cảnh sát phải vô cùng khó khăn mới bắt được hắn. Sau khi Vương Cường bị bắt, những tên tội phạm khác cùng phạm tội về hắn ta trước đó cũng lần lượt phải trả giá. Vụ án không được xét xử công khai vì liên quan đến quyền riêng tư cá nhân của rất nhiều người. Vì vậy, khi đến trường hợp nào người nhà của nạn nhân sẽ được mời vào tòa, thì người nhà của nạn nhân trước đó phải rời đi. 45 người thiệt mạng và ít nhất 45 gia đình phải chịu cảnh đau khổ. Người thân của Vương Cường nằm gục ngoài cửa tòa án theo dõi phiên tòa. Hồ sơ của vụ án trước mặt thẩm phán được chất thành đống cao đến nửa mét. Ngoại trừ 2 vụ hiếp dâm, Vương Cường đã thừa nhận hết mọi tội danh mà công tố viên buộc tội mình. Vương Cường mặc dù không biết mấy chữ, nhưng hắn ta vẫn nhớ rõ từng vụ án mà mình làm. Khi miêu tả quá trình phạm tội, tư duy của hắn rất rõ ràng, giống như đang nói chuyện với người khác vậy. Theo người cảnh sát chịu trách nhiệm dẫn hắn ta đi xác định lại hiện trường, Vương Cường có thể chỉ ra địa chỉ cụ thể của từng hiện trường vụ án mà không hề mắc sai lầm nào. Hắn ta sẽ không bao giờ quên tội ác đó, mặc dù đã phạm phải mười mấy năm trước. Ngày 28 tháng 4 năm 2005, Tòa án thành phố Thẩm Dương công khai tuyên án đối với tên sát nhân Vương Cường. Bị cáo Vương Cường bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. 4 đồng phạm khác của Vương Cường cũng lần lượt bị kết án tù chung thân và 20 năm tù. Các bạn nghĩ sao về vụ án trên? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần comment nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng mình khám phá những trọng án tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.